Tuấn Nùng xin kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Bây giờ đã là 10 rưỡi buổi tối rồi. Đường phố rất là yên ắng, rất là im lặng. Các hàng quán thì cứ bây giờ mới đang dọn hàng thôi. Các bạn ơi, cũng rất là khuya rồi. 10 rưỡi thôi mà còn không có một bóng người đi đường nữa. Và hiện tại thì Tuấn Nùng vẫn được em chúng em mới gọi điện là bốn anh em vẫn đang cố gắng, tại vì ban ngày là đi giúp đỡ bà con ở trong bản. Do vậy mà tối là tranh thủ làm cả ca đêm. Và bây giờ đã 10 rưỡi thì em mới dự kiến là vẫn tiến hành để chát nốt bức tường của cái phòng ngủ phía ngoài, tức là phòng 1 trong cái buồng 1. Nên là em chúng bảo là Tuấn Nùng có muốn xem anh em làm buổi tối không, có muốn quay không thì lên trên đấy. Do vậy bây giờ Tuấn Nùng sẽ di chuyển lên trên chỗ nhà ba bé mồ côi Thảo Như Ngọc. Mặc dù giờ phút này là cái thời gian mà mọi người phải nghỉ ngơi và đi ngủ, đảm bảo sức khỏe cho một ngày mai, một ngày mới để tiếp tục các cái công việc của mình. Nhưng giờ phút này các em mới làm và các em mới gọi Tuấn lên. Thì các em đã rất là nhiệt tình rồi. Do vậy Tuấn Nùng sẽ di chuyển lên trên đó nhé các bạn này. Đó, trời rất là tối. Giờ Tuấn Nùng sẽ mời quý vị khán giả cùng Tuấn Nùng đồng hành lên trên đó. Từ đây lên đó thì mất khoảng 20 phút thôi. 11 giờ kém 10 buổi đêm. Ban ngày thì anh em cũng một phần đi hộ bà con nhân dân ở trong làng, nên là tranh thủ buổi tối phải làm cả đêm các bạn ạ. Nhưng mà đêm thì cái tiến độ không xong kịp. Tranh thủ cố chát xong cái hồi của cái phần buồng này nữa. Sáng mai sẽ làm nốt phần tường bên này, cũng như là cái tường ở ô cửa sổ này. Và sẽ xây bổ sung thêm cái hàng gạch ở trên này để trang trí cái cửa sổ cho nó đẹp. Để đảm bảo tiến độ cho nó nhanh thì anh em cũng bận nhiều quá, mai anh tăng cường đội em vàng thợ xây lên để đào móng làm bếp luôn nhá. Với lại chiều mai là xe gạch chở vào đấy. Mai xe gạch chở vào xong là anh sẽ cho chở xi với chở cắt chát luôn. Do hiện tại là thị trấn đang có nhiều cái nguồn hỗ trợ cho các hộ gia đình 20 đến 40 triệu sửa nhà, nên là nhiều hộ sửa nhà quá. Do vậy mà anh em phải đi giúp, đi trả công đấy các bạn. Em thợ thì rất nhiệt tình, làm cả buổi tối luôn. Gần như tối nào cũng tăng ca, tại vì là do thợ cũng thiếu quá. Anh em đi giúp người khác nữa nên là tăng ca làm cả buổi tối. Anh em thợ này thì nhiệt tính lắm, tối không cần ngủ đâu, làm thông đến sáng mai luôn các bạn ạ. Thật chứ đùa, làm ngày nào như ngày nào đấy. Làm xong không là sáng mai làm luôn đấy.
Mai gác xe này muốn để bên kia bên này. Gác xe muốn để phòng bên kia, gác xe muốn để phòng bên này. Mai này gác cây lên làm thôi, làm một bên được. Để cả hai bên á, rộng quá không có chỗ chui lên đấy. Người chứ không phải voi chui lên được một lỗ. Lỗ 50 phân là thoải mái chui rồi. Hết vữa rồi đấy nhỉ. Còn trộn nữa không? Trộn. À ngoài kia vẫn còn à? Làm cối nữa. Làm một cối nữa cả. Ôi ôi còn một đống vữa này các bạn này. Vẫn còn vữa này. Đấy, tranh thủ làm buổi tối. Đó vẫn còn một đống vữa nữa. Còn một cối nữa các bạn ạ. 11 giờ đêm rồi, anh em vẫn kiên trì giúp đỡ cho ba bé sớm có một cái căn nhà vững chắc an toàn. Cũng cố gắng để đẩy nhanh cái tiến độ để cho kịp thời. Phần trong này là chát xong hết rồi. Các bạn thấy đẹp không? Rất là đẹp luôn. Bên này là nước chát khô hết rồi đây. Rất là tuyệt vời luôn. À, bóng điện là được lắp rồi đấy nhỉ. Thế là nhà có điện rồi. Bây giờ anh mới để ý là nhà đã được đấu điện rồi. Thế sao em không lắp luôn mấy cái bảng đi để mình kéo dòng dây điện cho nó dễ? Vẫn còn một cối nữa. Phải cần cái đấy để xoa chứ. Phải có miếng xốp để xoa chứ. Lấy pep nước về. Buổi tối yên tĩnh nhỉ, làm việc cũng không ai làm phiền cả, rất là yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng rễ mèn kêu thôi. Cho xe rùa ra đi. Bé thì đang ngủ rất là say giấc, cũng chẳng có căng màn gì đâu các bạn ạ. Mùa này thì con muỗi rất là nhiều luôn. Có lẽ là hôm nào phải mua cái màn chụp, cái màn loại để chụp úp xuống cho ba bé ngủ, tránh cái con muỗi ra. Các bạn có thể biết là ở đây là cái khí hậu nó ẩm ướt. Chính vì vậy cái đám con muỗi rất là nhiều. Em ơi hôm nào em tháo cốt pha rồi à? Hôm nào em mai em đi hỏi xem có cái màn chụp không nhá. Cái màn khung chụp ấy. Hay là họ hay quảng cáo ấy. Bảo anh bao nhiêu tiền anh mua cho ba bé một cái không. Còn muỗi nhiều quá. Không căng màn như thế này còn muốn đốt cho thì
mặt các bé không nào thấy có chấm đỏ chấm đỏ đấy. Mùa đông còn đỡ hơn. Ừ, mùa này rất là nhiều muỗi luôn, bây giờ muỗi nó nở thành con rồi. Cố gắng chat nốt cái bức này tối nay, trong buổi tối nay cho nó xong các bạn ạ. Sáng mai đội em vàng lên thì sẽ bảo em chúng là sắp xếp công việc đào, đầu tiên là đo đạc đào cái bể phốt và đào cái móng nhà bếp luôn. Để hai cái đấy xong là kê cái miếng ván lên. Nói chung là anh em cũng rất là nhiệt tình, dù vất vả nhưng mà rất là nhiệt tình để đảm bảo cái tiến độ nhà các bé là càng nhanh càng tốt, xong càng sớm càng tốt. Các bạn có thể nhìn thấy trên những cái bóng điện còn muỗi bay rất là nhiều luôn, mà các bé ngủ thì không có mắc màn gì cả. Hôm nào hôm đấy Tuấn Hùng đều thấy mặt các bé cứ có chấm đỏ, cứ bảo là làm sao thì chỉ có tối ngủ không có màn là con muỗi nó đốt. Mai xuống mấy cái cửa hàng bán chăn ga gối đệm ở dưới xem họ có cái màn cái loại màn chụp không. Nếu mà có màn chụp thì sẽ mua một chiếc về rộng khoảng độ 1m6 về để chụp cho ba bé ngủ. Bên ngoài còn bằng đâu vừa? Còn bằng đấy nữa. Đấy thì ăn thua gì? Trộn thêm đi. Làm bao nữa? Hôm nay không làm thì làm mai thì phải làm. Tối nay không làm mai vẫn phải làm mà. Trộn thêm bao nữa đi. Trộn thêm bao nữa chát cho nó hết bức tường này á. Để có cái đường làm. Hả? Cho vào thoải mái đi. Xách vừa đi em, chuyển vừa đi, chuyển hết đi, chuyển hết đi. Hai lít của tao còn chụp đâu. Nhanh cái tay lên nào. Không thì xem là không đủ thì trộn nốt bao nữa đi để cho nó vào hết được cái bức này luôn đi. Không để lấp lửng nữa nhỉ. Đằng nào mai giờ phải làm. Gì đó. 2 lít của tao, 2 lít rưỡi của tao đấy, có phải là 50 đâu. Nhanh cái tay lên. Nói thật ra thì anh em làm buổi tối này cũng rất là nhiệt tình. Nhưng nghĩ đi nghĩ về thì thương các bé. Ba bé ngủ chẳng có chăn màn gì. Con muỗi mà đốt thì mẹ út này còn cũng ngứa này. Mẹ thứ hai đây. Còn bé cả bé Thảo thì ngủ đây. Tối thì mẹ ngủ ở đây đó. Tranh thủ như thế này thôi. Bây giờ thì cái lán này thì còn rất là bừa bộn. Các bạn có thể nhìn thấy con bướm con muỗi bay khắp nơi. Cái mì nó cực cao mà ăn cực cao mà nghĩa là tao đang làm việc tao nó không muốn kể về nên cũng biết đâu rồi cực cao thì tí nhất tỉnh nhất tỉnh mày cầm ví thì bị nên sao. Anh em làm là làm muộn làm đêm nhưng mà vẫn nói chuyện trò vui vẻ vì yên tĩnh không có ảnh hưởng đến ai. Em ơi, chỗ này trộn một bao nữa đủ không? Bao nữa là xong. Cả cái bức cửa đấy á? Một bao nữa là được đủ cái gì? Bao nó đang kia trộn đi. Trộn rồi, đang trộn rồi. Đang trộn rồi. Nó 250 chứ không phải là 50 đâu. Làm đi. Ô. Bê bao xi ra trộn rồi. Trộn đây, trộn đây. Anh em sẽ tranh thủ làm nốt chỗ vữa này thôi. Tại vì là cát chưa sàng nên là
không trộn được thêm một bao nữa không thì cố gắng quánh nốt chỗ này cho nó khoảng độ 1 giờ tối là xong, 1 giờ đêm, 1 giờ sáng là xong. Đấy, sang ngày là xong. Đấy, mùng 1 của anh em vùng cao chỉ thế thôi các bạn ạ. Hôm nay là mùng 1 tháng 2 nhuận. Ngày 22 của tháng 3. Lấy xô sơn về để làm ấy, làm cốt pha. Lấy đây này, đây, đưa cho chị như thế. Chuẩn lắm. Vướng nhà bên kia nên là sáng nay ông vướng chỗ hôm nay chỗ thị trấn này. Thị trấn xuống hội trường thôn tí. Tức là đi đi hội trường thôn để xét xem là được hỗ trợ đúng không? Nhà em có được không? Chưa biết. Bây giờ có danh sách thì mới chắc chắn được. Thế. Tới này thì bên thị trấn cũng cho cán bộ bên Mặt trận Tổ quốc đúng không? Hay là bên hội cựu chiến binh? Tức là của bên nguồn nào đấy? Họ đi đó là cái mục tiêu quốc gia ấy. À, cái mục tiêu quốc gia hỗ trợ nhà ở cho dân ấy. Nếu mà được hỗ trợ là được 40 triệu à? 40 triệu thì không đủ làm nhà được. Nếu mà nhà mà không có điều kiện thêm để làm thì không bao giờ làm nổi. Cháu muốn giúp anh em lắm chứ, anh em ai anh nghèo ai anh khó khăn cả, nhưng mà nó phải hữu duyên thôi. Có Mạnh Thường Quân người ta giúp đỡ đồng hành được thì tốt. Như em chúng mai này làm nhà thì anh cũng kêu gọi giúp đỡ xem. Nhà em khó khăn nếu mà người ta giúp được thì tốt. Còn em khắc tự làm được nhỉ. Chỉ cần có vật liệu thôi. Chỉ cần đủ vật liệu là làm được nhà thôi. Nhưng mà làm một cái nhà như của ba bé Thảo Như Ngọc này với 150 triệu chắc không trôi đâu. Hết cát rồi, phải sàng cát mới đủ được. Bây giờ sàng cát thì muộn quá thôi, để cho chị em nó nghỉ ngơi, mai còn dậy sớm. Cố làm được nốt chỗ này. Mày mang để đây đây. Hôm nào các bé có quà, hôm nào các bé đi hái hoa tam giác mạch tím hộ thì hôm nào bác Tuấn khách có quà cho yên tâm mua kẹo bánh lên nhau. Tam giác mạch tím hộ. Đấy là hoa tam giác mạch tím đấy. Đấy, các cụ gọi thế thôi, tên khoa học nó tên của anh em trên mạng thì cộng đồng mạng người ta gọi là hoa tam giác mạch tím. Sao mà để cô bé thì mới tưởng.
Em đếm xem còn bao nhiêu bao xi nữa. Tấn nữa. Tấn nữa rồi à? Không đủ 20 bao ơi. Chỗ đấy chắc là còn khoảng độ chục bao thôi á. Em thợ rất là nhiệt tình, cố gắng làm xong nốt cái bước này các bạn ạ. Mai còn làm việc khác. Hôm nay không làm thì mai vẫn phải làm, nên là bây giờ cũng đã muộn rồi. 11 rưỡi 12 giờ kém. Cuối tuần này là bắt đầu tháo cốt pha để chuẩn bị chát cái mặt tiền nữa. Là xong nhà chính rồi. Còn lát láng nền nữa. Có từ chỗ này xuống luôn á. Để hết đi xem không ạ. Thì sắp tóc khẳng. Nói bà chứ mẹ. Tao tới giờ là ra điện nó mà nó không là nó. Vâng. Đấy thì lấy một ít xi tinh chát vào trước em. Hay là cho một ít vữa đấy chát vào trước đi. Chát cho nó cứng luôn. Cứng cái dây điện mai mình chỉ vào em. Làm phải an toàn. Không an toàn mà xảy ra vấn đề gì là vợ con ở lại là vợ mình thằng khác nó sơi, con mình thằng khác nó sai. Đấy. Người ta gọi theo cái tên anh em hay gọi theo cái tên thân thương gọi là béo chó, phải không? Nên là làm cái gì mới đảm bảo an toàn, điện cũng phải an toàn. Chứ hôm nọ em trúng là đi chân trần là tít trên chỗ cái máy trên cái tường kia có 10 phân ấy. Anh đứng ở trên anh còn run rồi. Nhưng anh em làm quen thì đi lại thì cảm thấy không run như anh đi em thấy run. Là cái gì là béo chó tất là phụ nhỉ? Đó. Ba hồng ba áo váy ba cáo lên xe béo khô đây này luôn. Ôi mà chị tính thế thì sao ta? Thôi cả vớt cái xôi. Ôi đổ xôi khô lên đấy. Là xong nốt cái bước này thôi, ngày mai phải chắp phải vuốt lại các bạn. Bởi vì hết vữa rồi, không đủ nên là mai sẽ vuốt lại sau thôi. Còn gì cho điện ăn ăn đi. Điện trong phòng thì rất là sáng rồi. Mai trần làm một cái trần ở trên nữa là bắc bậc thang lên là thoa hồ mà lên trên trần để cất đồ. Làm cái gác xếp ở trên đó. Cũng đã hòm tất cả những cái bức chát ở phía nhà trong rồi. Mỗi phòng, không gian phòng này thì còn hai bức nữa thôi. Là cũng đã xong rồi, bức bên này là xong hết rồi. Phòng bên này là đã xong. Không gian phía ngoài cũng đã xong. Gian phòng này thì cũng đã xong. Tất cả các cái dây điện chờ. Đấy, mai này có điều kiện thì lắp một cái quạt trần ở trên này, trên chỗ cái vì kèo này. Các đầu dây điện thì để đi chìm hết dưới đất, dưới cái tường xi các bạn. Bên này sẽ là một cái bóng
ở ngay chỗ cửa xuống bếp, rất là ok rồi. Sáng mai lại tiếp tục thôi. Bây giờ cũng đã 12 giờ khuya, 12 giờ đêm rồi, chuẩn bị sang ngày mới rồi. Nên là anh em thợ cũng bắt đầu nghỉ. Dù vất vả nhưng em vẫn cố gắng đẩy nhanh tiến độ, rất là nhiệt tình để giúp cho ba bé Thảo Như Ngọc sẽ có một cái ngôi nhà tốt nhất ở trong cái năm nay, tránh được mưa nắng để đảm bảo cho các bé sinh hoạt và học tập. Đó. Xin cảm ơn quý vị khán giả luôn quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng kênh YouTube của Tuấn Hùng Hà Giang. Tuấn Hùng xin kết thúc video này ở đây và xin chào tạm biệt mọi người. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả và các bạn vào các phần video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Hùng Hà Giang.